Video này chỉ mang tính chất giải trí, không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thần phong mỹ tục Việt Nam. Trời ơi, làng mới đẹp quá mấy bạn ơi. Mặc dù tôi thấy cái làng này rồi nhưng mà sao tôi bất ngờ quá vậy ta. Ok, và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và lại là mình Phong Cận TV, đẹp trai với hành tinh vũ trụ hới với điện ảnh Minecraft đây bạn ơi. Và kế bên mình chính là Sammy, là nóc nhà của mình nha bạn. Trời ơi, hôm nay nè bạn, có rất là nhiều bạn fan hỏi mình là anh Phong ơi, tại sao mà anh không quay video ở trong làng mới vậy? Thì thật sự nha, bởi vì á là mình rất là thích cái làng cũ, cho nên là mình chuyển qua làng mới thì mình cũng hơi buồn buồn mấy bạn ạ. Nhưng mà thôi, không sao, nếu như mấy bạn fan muốn mình chuyển qua làng mới thì ok, mình sẽ chuyển qua làng mới để quay video cho bạn fan xem nha. Và trước khi vào video này, các bạn đừng quên lại để cho mình một like, một share và nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi vòng vòng đây để mình review về ngôi làng cho bạn xem nha. Ok, thì như trời bạn thấy á, trời ơi, làng mới của mình nó rất là đẹp, bởi vì bãi đất trống nó tàn rác đó. Ủa gì vậy? Trời ơi trời, cái gì mà mới review thôi mà thấy nguyên cái bãi rác siêu to khổng lồ trước làng dữ vậy? Cái gì mà sao tự nhiên ở trước làng mình có nguyên một cái bãi rác to dữ vậy trời? Thiệt luôn, cái này là chắc chắn là ai chuyển nhà tới rồi sau đó là dục rác lung tung nè. Thôi vô ý thức về chỉ thể là cây roi thôi. Trời, chắc chắn là cây roi luôn. Chắc không? Trời ơi, nhìn cũng giống nè, nhìn bừa giống cây roi nè. Đúng rồi, bừa bổn thì chỉ thể là cây roi thôi. Ôi nhưng mà khoan từ, ở chỗ này nó có mấy cái thùng gì nè. Ủa Sam ơi, Sam ơi, bà có nghe cái tiếng gì không? Sao tôi nghe có cái tiếng gì giống cái tiếng của em bé khóc hay sao á? Ừ, tôi cũng nghe vậy á, nhưng mà trời ơi, làng này xung quanh có ai đâu mà con nít nó khóc. Trời ơi, trời ơi, chẳng lẽ làng mình có ma? Trời, tự nhiên trong làng không có ai hết mà nghe tiếng con nít khóc là sao? Ôi Sam, Sam, ở trong đây nó có hai cái món đồ chơi hay sao nè, nó biết khóc hay sao nè. Nhìn nè. Ủa, đồ chơi biết khóc sao nghe kinh dị vậy? Ủa, cái gì kỳ vậy ta? Tại sao ở trong làng Hero Team một mình lại có cái món đồ chơi mà nó biết khóc trời? Hello. Hello. Ê, bình tĩnh. Xin tự giới thiệu tên chị là sao nhầm không? Xin tự giới thiệu anh là Phong Cận, còn đây là Sammy. Bọn anh sẽ không làm hại bọn em đâu. Ơ nhưng mà bọn em là cái con gì mà sao nhìn lại vậy? Ủa? Con gì? Hai người đi ra chỗ khác đi. Tụi tôi đang trong đây à, đi ra chỗ khác đi. Ủa cái gì? Ủa là gì? Sao? Sao tự nhiên khóc? Sao tự nhiên nó khóc nhẹ, sau đó mình mở cửa ra để mình coi sao, tự nhiên nó chửi mình luôn sao? Trời ơi trời, tính ra mình người xấu hả? Trời ơi không biết luôn. Ủa gì kỳ vậy đâu, mở cửa lại coi. Ê, nói người ta giúp thôi, bây giờ chửi người ta là sao vậy? Hai cái đứa kia đi ra ngoài đây nhanh lên. Cái anh xanh xanh này nè, thấy cái anh xanh xanh này, anh xanh xanh nói em là cái thứ gì á, em là cái thứ gì là thứ gì hả anh trai? Ủa đâu, anh nhìn em, tại vì biết sao không, anh nhìn em không có giống con người mà cũng không giống con vật luôn, nhìn giống như một món đồ chơi gì đó, cho nên anh mới hỏi em là con gì chứ phải là anh xúc phạm em đâu. Đúng rồi, là anh giải thích rõ ràng vậy người ta còn biết được chứ. Em buồn quá đời, trời em biết anh, em buồn quá trời. Ê, ơi, thôi được rồi, thôi được rồi, em đừng buồn nữa. Em tên là gì? Em xin tự giới thiệu với lại anh xanh xanh, chị xám xám, em tên là Bốc Si. Bốc Si hả? À, ok. Ủa vậy còn cái bạn kia, ủa sao cái bạn kia nhút nhát quá vậy? Ê, em ơi. Bạn ơi ra đây rồi bạn ơi. Em ơi. Cẩn thận đó bạn ơi, cẩn thận bị họ lừa đấy, con người không tốt đâu. Ủa cái gì bị lừa nè, bộ nhìn mặt anh giống mấy cái hai người mà hay đi lừa con nít lắm hả? Nè. Ơ sao mày sao tôi nhìn cái con này nhìn giống con nhện cái gì, bà hay sợ nhện, bà thấy nó đáng sợ. Nó chỉ hai con tay ngày ngùng kìa, không thấy không? Chị nó ngày ngùng quá trời luôn nè, đó chứ. Ngày ngùng đó. Ngày ngùng. Ok. Em ơi, em tên là gì vậy? Em tên là Chu Chu. Chu Chu hả? Trời ơi, cái tên nghe dễ thương vậy trời. Ôi, ơi nhưng mà khoan từ, ủa mà sao tự nhiên ai lại bỏ hai cái món đồ chơi này ở đây vậy ta? Trời ơi, dễ thương quá trời quá đất vậy mà. Sao vậy? Hai em ơi, chủ nhân của hai em là ai? Anh lại dắt tới nỗi đau của em rồi. Anh lại dắt tới nỗi đau của em rồi. Ôi, anh xin lỗi. Bạn thấy không? Người ta con người ác độc lắm, toàn động vào nỗi đau của bạn mình thôi, đừng chơi đấy hả? Ủa vậy? Nghe nè, hồi trước á, là em cũng được á, một cái anh
anh tên là anh cây con gì á, anh vẫn nuôi hai tụi em, cái sau đó là anh chơi chán rồi, cái sau đó là anh giúp tụi em ra hùng cát, giờ tụi em mới tự mưu sinh ở ngoài đây rồi em buồn. Trời ơi, thấy chưa bạn, các bạn thấy chưa? Bạn thấy chưa? Nghi rồi. Tôi biết mà. Tôi nhìn cái tàu này nè các bạn, cái tàu nó có màu đỏ nè, cái con này cũng có màu đỏ nè, mà thường màu đỏ là cái màu Kairon thích, cho nên là Kairon mua hai cái món đồ chơi này về. Kairon chơi cho đã xong Kairon chán rồi, Kairon giục. Trời ơi, thời luôn á, ác độc gì đâu luôn trời. Thôi rồi. Đi ác vậy sợ ác. Vậy thôi hai đứa ở đây vui vẻ nha anh, về nha. Ủa gì kỳ vậy? Cái gì trời ơi. Trong phim là người ta thấy tội quá là thôi hai đứa tội quá để anh nhận nuôi cho tiêu vậy chứ chạy về lặn xe cái. Trời ơi. Ủa vậy hả? Xe lửa ơi, anh bỏ mình kìa. Hả? Tại vì anh không nhận thì chị gái nhận mà, anh đâu cần anh đâu. Ủa vậy kỳ vậy? Ê nè. Tôi sợ nhận là Nè. Rồi bình tĩnh. Bình tĩnh nè, bây giờ anh nói cho hai đứa nghe nè. Bây giờ hai đứa là đồ chơi đúng không? Thì tất nhiên là sẽ có người thích hai đứa. Còn anh chị á thì chắc là anh chị ở nhà anh chị có nuôi con bông với con cam rồi, cho nên là anh chị không có nuôi hai đứa được đâu. Bây giờ á thôi được rồi. Người ta đâu có thích mình đâu, người ta ghét mình mà. Bây giờ anh không nhận nuôi em đúng không? nuôi. Ôi, trời ơi Sam ơi, bây giờ mình phải kiếm người nhận nuôi hai con này, không thôi á là bọn nó nhảy xuống sông á. Sam ơi, nhảy xuống sông á, làm chuyện sao mày mệt lắm. Ok thôi, được rồi. Thôi được rồi, vậy bây giờ là anh sẽ quyết định là anh nhận nuôi hai đứa được chưa? Rồi ok rồi. Trời ơi Sam ơi, khổ quá. Bây giờ thế này đi, mặc dù tôi biết bà sợ nhà anh lắm, nhưng mà thôi bà nhận nuôi con tàu hỏa đi, còn con bóc xin tôi nuôi cho. Ủa gì kỳ vậy? Trời ơi. Rồi ok. Bopsy ơi, vậy là bây giờ từ nay em sẽ là bạn của anh nha. À em vui lắm rồi. Đừng bỏ em nha, coi chừng anh. Ừ yên tâm đi, anh không có xấu tính như cây đâu. Anh sẽ nhận nuôi em mà. Rồi ok rồi, đi theo anh nè. Rồi ok bạn ơi, vậy là coi như là mình với Sammy đã nhận nuôi thêm hai cái con thú cưng mới, hay là hai món đồ chơi mới, mình cũng không biết nói như thế nào nữa. Nhưng đâu, nhưng mà nói chung á là bọn mình sẽ được nhận nuôi thêm hai cái món đồ chơi mới này bạn ạ. Ok, thì mình sẽ cố gắng nuôi cho hai món đồ chơi này lớn lên để xem coi mà nó lớn lên sẽ như thế nào nha các bạn nha. Ừ, hay là bây giờ mình sẽ thử quay Minecraft 100 ngày nuôi hai con này xem coi như thế nào nha các bạn. Rồi ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến những ngày đầu tiên nha. Let's go. Rồi ok, bây giờ thì anh đã chấp nhận nhận nuôi hai đứa rồi, thì bây giờ anh phải có trách nhiệm là dạy dỗ mấy đứa, hiểu không? Cho nên bây giờ trước tiên là anh biết mấy đứa là đồ chơi chứ không phải là những con vật bình thường. Bởi vậy cho nên là mấy đứa có sức mạnh gì hãy mau cho anh xem thử đi, rồi anh sẽ tìm cách để anh gọi là dạy bảo mấy đứa nè. Có sức mạnh gì không? Đúng rồi đó. Em thể hiện đó. Ủa cái gì, em thể hiện luôn hả? Đâu em có sức mạnh gì hả chu? Đã tại vì em muốn được chị gái này nuôi em nè, nên là em phải thể hiện làm sao để cho chị ý thích em. À ok, ghê, được rồi. Bây giờ em là đầu tàu đúng không? Ok. Thì đầu tàu di chuyển thì sẽ có khói tu bay lên đúng không? Ờ đúng rồi. Cái gì mà y vậy? Ôi ghê, trời ơi. Thì ra là sức mạnh của Chu là có thể tạo ra khói các bạn ơi. Tại vì Chu là tàu lửa mà. Ok rồi, thì sức mạnh đầu tiên của em là tạo ra khói đúng không? Bây giờ em còn sức mạnh gì khác nữa không? Sức mạnh gì khác? Không được, mình phải có thêm sức mạnh nữa, không thì chị gái sẽ không nhận luôn mình mất. Có em cả. Đâu sức mạnh gì đâu, thử cho anh xem coi. Sức mạnh thứ hai này, nhưng mà em cần đây. Chào bạn heo, bạn thật là đáng yêu, nhưng mà bạn sẽ là thí nghiệm của mình. Ghê vậy. Anh chị nhìn em thấy sao đây là? Đâu, để anh xem coi. Ui. Oh my god, cái gì vậy? Thôi rồi, xong rồi, nó lăn nhà xin mới rồi, lăn. Rồi xong rồi nhà luôn. Trời ơi là trời. Ghê, trời ơi. Hóa ra sức mạnh của Chu là có thể tạo ra khối nữa bạn, mà còn có thể lăn được thêm cái cục đá nữa, ghê. Ừ đúng rồi, Chu có nhiều chân nè. Bóc gì? Nhớ anh Caro đúng không? Hình như nhà của anh màu đỏ kìa. Ai bình tĩnh em ơi. Ui no, bởi nhà em ơi, bởi nhà. Rồi xong rồi. Trời ơi. Ê,
Ủa khoan từ, sao ông bể dữ vậy? May quá, quá. Sao nhà của cái ông cây gòn này cứng cáp quá bạn Tàu Lửa ơi. Ai à, sao cái nhà của cây gòn cứng quá vậy? Ừ, nhìn anh đứng trời ơi trời ơi. Thôi được rồi trời ơi mấy bạn ơi. Ừ, sức mạnh của Chu Chu á thì rất là mạnh nha, nhưng mà Chu Chu lại rồi rất là quậy phá luôn, cho nên là rất là hay dùng sức mạnh để phá làng bạn ơi. Vậy là không được rồi, mình phải gọi là dạy bảo lại cho Chu Chu các bạn. Rồi, ok anh xanh em nói nghe nè. Dây nhắc về kỹ năng thì kỹ năng của em mới tuyệt vời. Anh nhìn nè, 3, 2, 1. Ủa gì, có gì đâu tuyệt vời. Ủa có gì đâu. Ủa có gì đâu. Thì em vừa mới biết thành cái hộp đó, anh không thấy hả? Ủa đâu? À, kỹ năng của em là biến thành cái hộp hả? À, ok, rồi hiểu. Hiểu. Rồi, ủa, nhảy được rồi sao? Nhảy được. Kỹ năng này của em nó đặc biệt không? Tại sao nó đặc biệt không? Bởi vì là khi mà em biến thành cái hộp á thì không có kẻ nào có thể tấn công em được, phải không? Wow. Tấn công bất cứ lúc nào, quá là đỉnh luôn. Ghê vậy luôn hả? Biến thành cái hộp là sẽ không ai tấn công được em luôn, hợp lý. Ghê. Đây lại đằng kia đi, em cho anh coi nè, em có thêm một cái tuyệt chiêu nữa thôi. Tiêu gì cũng hết tụi heo này luôn. Hả, tuyệt chiêu gì nghe có vẻ ngầu quá vậy ta, đâu thử coi. Nhanh nè, 3, 2, 1. Cái gì em? Đừng bao giờ để cho em nóng giận. Wow, thì ra là Boxy là có sức mạnh của lửa bạn ơi. Boxy là có thể tạo được một cái vòng tròn bằng lửa tấn công mọi thứ xung quanh hơi bị xịn luôn. Anh trai, em nói anh trai nghe nè. Anh trai á thấy được sức mạnh của em rồi à. Thì liệu anh trai nuôi em cho đàng hoàng à? Đừng có gì tới. Trời ơi bạn ơi, con Boxy này nó láo toét bạn. Chết queo luôn rồi. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt với bạn luôn, cái con Boxy này á, nó được cái là nó sức mạnh của nó cũng rất là mạnh, nhưng mà hai con nào cũng quậy như nhau hết bạn ơi. Tàu hỏa thì rất thích phá làng, còn Boxy thì rất thích tấn công người khác. Hả? Trời ơi, tôi hiểu tại sao Keron bỏ hai đứa này rồi không ơi, tôi hiểu rồi, tôi đã hiểu rồi đó. Bây giờ tôi cũng suy nghĩ là không biết tôi có nên bỏ hai đứa này không, chứ tôi thấy nó nguy hiểm mà sao mà. Thôi thôi, bỏ nó là nó hại mình đó, thôi bây giờ ráng nuôi rồi đưa cho ai đi. Trời ơi tôi ghê, tôi sợ. Rồi ok, thôi được rồi. Nói chung là anh biết được sức mạnh của mấy đứa rồi nè. Bây giờ anh sẽ đưa mấy đứa đến một cái nơi rất là quen thuộc, rất là đẹp luôn, và anh sẽ huấn luyện sức mạnh cho mấy đứa ở chỗ đó, được không? Yeah, đi. Ok, được rồi, vậy đi anh nè. Trời ơi bạn ơi, mình không hiểu sao nhưng mình cảm giác hai cái con này có vẻ là nó hơi bị báo các bạn, cho nên là cũng hơi đáng ráng, nhưng mà thôi không sao, mình không nhận nuôi nó là nó tiêu diệt luôn mình chứ sao nữa. Ok rồi, thôi đi, ghê quá. Mấy đứa ơi nhanh nè, qua đây nhanh, bác sĩ ơi. Bác sĩ đi chậm. Trời ơi, cái chân nó ngắn mà đi lâu dễ sợ vậy hả? Đi chậm dễ sợ. Em là đồ chơi chứ có phải là cái gì đâu, bạn đi nhanh được, anh từ từ đi. Lùng nhảy lên không nổi. Ơi lùng nó trời, cái này okay. Là chắc là đệ tử bà Mui nè. Thôi đi thôi. Rồi, ok bạn ơi, vậy là coi như là trong game Minecraft cũng đã được 10 ngày mình nhận nuôi cái con Boxy với lại là Chu Chu rồi các bạn ạ. Thì có một cái điều đặc biệt bạn biết là gì không? Đó chính là hiện tại Boxy và Chu Chu đang rất là lớn lên các bạn. Và có một cái điều đặc biệt là Chu Chu với Boxy là có thể lớn lên được nha các bạn nha. Như bạn đang thấy thì hiện tại Chu Chu là to hơn mình luôn rồi các bạn. Đó, ghê chưa? Còn Boxy thì... Ủa sao Boxy nhỏ xíu vậy em? Trời ơi đó, Boxy thì bây giờ cũng đã lớn lên cao bằng mình rồi nha các bạn nha. Đó, nói chung là bây giờ bọn mình thì gọi là lớn bằng nhau rồi bạn ơi. Đó, rồi ok, thì hôm nay nè Boxy và Chu Chu nghe anh nói nè, hôm nay anh có một cái dịp anh đến một cái khu vui chơi này, thì hôm nay anh sẽ dẫn hai đứa đến đây để tập luyện để mình có thể trở nên mạnh mẽ hơn, hiểu không? Đừng đến khu vui chơi, đừng tới khu vui chơi, vui quá bạn vui ơi, quá vui đúng không? Rồi ok, được rồi. Không thì đi theo chị gái thôi. Trời ơi, thiệt luôn á. Cái con Chu Chu này nó hơi bị thích Sammy luôn bạn ơi. Nó đòi đi theo Sammy hoài luôn trời. Ok, thôi không sao được rồi. Đi nè, bây giờ tôi mở cửa nè. Rồi, giờ chúng ta cùng nhau quay nào. Ten. Mọi người biết chỗ này chỗ nào không? Đẹp không? Xin giới thiệu với mọi người nha, nếu những bạn fan nào mà đón được chỗ này là chỗ nào, nhớ comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Cái chỗ này chính là cái sảnh trò chơi của Bobby Playtime mọi người ạ. Đó. Và ngày hôm nay mình đã rủ Chu Chu với lại Boxy vào hôm nay để bọn mình cùng nhau vượt qua những cái thử thách ở trong cái khu vui chơi này, và bọn mình sẽ cùng nhau tiến hóa dần dần lên nha các bạn nha, để xem coi Chu Chu với Boxy là có thể lớn hơn nữa được không nha các bạn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến với màn đầu tiên nè. Rồi mấy đứa đi
hả anh, là qua đây ơi, cái thằng xanh xanh mà đứng chào chào đây là ai vậy anh? Nè hả? Cái thằng xanh xanh đấy hả? Trời nè, cái con này á là không biết là nó có mạnh hơn Chu Chu với Quắc Si hay không mình không biết nha, nhưng đây chính là Bobby nha mọi người. Đó. Gì vậy, nó hất kỳ mà gì ông nội? Cái gì vậy? Ừ ha, hất kỳ, tôi nói nhầm. Trời ok, ơi, con này là con hất kỳ nha các bạn. Tôi nhầm trời ơi, okay rồi. Tên là hất kỳ hả bạn ơi? Trời nãy giờ em thấy là bạn nó cứ đứng chào em hoài mà em chào bạn đó mà nó không nghe gì trơn á. Thôi bạn đó là cái tượng mà em đi quay. À. Rồi ok, ui. Bây giờ à. Rồi ok, bây giờ mấy đứa đi theo anh qua đây nè. Đây, xin giới thiệu với mấy đứa. Chỗ đầu tiên sẽ là cái chỗ mà mấy đứa phải học cách bắt cua, hiểu không? Chơi trong Minecraft mà không biết bắt cua là thua rồi. À, coi anh nè, bây giờ anh biểu diễn cho mấy đứa coi nè. Nhìn nè, ở chỗ này á. Anh biểu diễn à, mấy đứa đứng xem thôi nha. Tí nữa mấy đứa mới được qua nha. Ok, coi anh nè. Hey. Đó. Mình nhảy lên một cái. Đó, thấy không? Mình qua bên đây là mình sẽ được đu lên trên đây, thấy không? Đó, ok. Rồi bây giờ Boxy thử làm cho anh xem coi. Boxy, em thử nhảy lên coi. Trời ơi, anh chơi cái trò gì mà chơi dính cái đầu đó. Được rồi, để em. Trời ơi, 3, 2, 1. Cái gì Boxy? Trời ơi. Thiệt luôn á. Trời ơi, thiệt Boxy lùng quá cho nên nhảy lên không nổi bạn ơi. Rồi bây giờ Chu Chu cao hơn nè. Chu Chu thử nhảy lên cho anh xem coi. Chu Chu nhảy vô nhảy lên nè. Em thể hiện một cái được luôn. Được như bạn Boxy lùn. Rồi cố lên em ơi. Cố lên. Wow. Trời ơi, ghê. Cái bạn này được cái là bạn này nhìn giống con nhện á bạn, cho nên bò nhìn cũng hơi đáng sợ này ạ. Ok, nhìn nó như vậy nào á anh ơi. Ủa rồi bây giờ còn Boxy thì Boxy phải làm sao giờ Boxy? Giờ em lùng quá nhảy lên đâu được đâu. Trời ơi, cảm ơn chị Sammy, hay quá chị Sammy ơi, chị à, Sammy đó. Em đặt mà lóc đem leo lên đúng không? Rồi cố lên Boxy ơi, cố lên. Làm lại lần nữa nha. Bình tĩnh. Ủa mà sao người ta dướng có mỗi cái đầu bắt Boxy là Boxy là chui vô trong rồi. Dướng nguyên cái thân rồi. Trời ơi, em qua được nữa. Ok rồi, hay quá. Em thấy bạn Boxy này giống mấy cái mà mấy cái hộp chở hàng á. Ừ đúng rồi, bạn Boxy bạn đó. Ai là một cái hộp mà. Ok rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái tiếp theo mà chúng ta sẽ nhảy qua đây nè, coi anh nè. Hơi. Đó, nhảy qua hiểu không? Rồi ok. Đó. Nhảy qua đi mấy đứa, nhảy qua đi. Chu Chu làm trước nè. Cố lên Chu Chu. Rồi Chu Chu làm trước đi Chu Chu. Từ mình tính. Sammy à. Hai. Ghê rồi. Đấy, đây là Boxy. Boxy nhảy đi, Boxy ơi. Boxy ơi, chạy được không? Nhảy đi em nhảy cho thể hiện nè. 3, 2, 1. Trời ơi, cái gì vậy Boxy? Trời ơi, trời thiệt luôn á. Mấy bạn ơi, mình cứ thấy thương tội tội với Boxy sao các bạn? Tại Boxy lùng quá cho nên là nhảy lúc nào cũng bị té. Thôi, làm lại đi Boxy ơi, em lùng quá cho nên em nhảy qua toàn bị té. Làm lại đi. Lại giúp đi. Toàn bị chơi không à, đấy. Cố lên em ơi, cố lên. Trời ơi. Cái gì vậy? Sao mà té hoài vậy Boxy? Trời ơi. Cố lên em, cố lên. Đúng rồi, hay quá, đúng rồi, hay. Mình thấy tội nghiệp cho Boxy các bạn ơi, Boxy lùng quá. Không ai tội cho tôi hết. Trời ơi, không ai tội cho tôi hết. Thôi trời ơi, té thì đó, chuyện quá bình thường rồi. Ok rồi, bây giờ tiếp nè. Rồi ok, tiếp theo nữa nè, mấy đứa coi anh nè. Mình sẽ leo trên cao thế này nè, thấy không? Rồi sau đó mình sẽ nhảy qua bên kia. Hui, đó, ghê chưa. Không cần. Ê, sao mà mình thấy Boxy trong cái màn bắt cua này có vẻ là Boxy sẽ hơi bị gọi là yếu thế vì bắt Boxy lùng quá bạn ơi. Rồi ok, nhảy qua đi em. Tại vì bạn Boxy lý ra anh á, phải chăm anh lên. Trời ơi, thiệt té hoài luôn. Trời, tôi không biết cái này là cố tình hay là cố ý nữa mà té hoài vậy ta. Lại, bây giờ tới lượt Chu Chu này. Chu nhảy qua đi, Chu nhảy qua đi. Đây, mình đây nè. Hay nhìn em thể hiện đây. Hay cha. Hay quá, trời. Ghê. Chu quá. Chu Chu được cái là Chu Chu có nhiều chân á bạn, cho nên Chu Chu nhảy qua thấy khá là dễ luôn á. Ok. Ở Sam ơi, sao lần nào mà cũng đặt thêm bà lóc cái gì gian quá vậy? Trời ơi, tôi là tôi thương người ta chân lùn mà, trời ơi thương người ta đi. Trời ơi. Quá. Cái này là mình đang dạy cho mấy bạn đó cách để có thể gọi là người ta bắt cua hiểu không? Mình không thể nào mình để bạn gian vậy được. Trời ơi, ok rồi, qua đây. Bây giờ là tiếp nè. Bây giờ mình sẽ đi qua đây nè, sau đó nhảy qua đây rồi lên dưới đây. Nè. Cố lên, đi qua đây lên. Ok. Ôi, qua được, cái này qua được nè. Em qua được cái này anh ơi, quá dễ. Giỏi. Ok rồi, bây giờ mình nhảy qua đây nè. À, rồi sau đó mình sẽ đi qua bên đây là xong. Rồi đi qua đây nè. Đấy. Thấy không? Ôi trời ơi. Mới có một cái màn.
Mới có một cái màn bắt cua thôi mà hai đứa này đã gọi là vượt qua khó khăn rồi bạn ơi. Mấy cái thử thách sau làm sao mà vượt qua được đây. Ok, rồi để mình coi màn tiếp theo sẽ là cái gì nha bạn nha. Không biết là cái gì khó hơn hôm nay, để xem coi. Cái gì? Cái gì đây? Oh my god. Một cái con này là con gì nhỉ? Con gì sao? Quái vật ba đầu. Wow, hình như là trận này là chúng ta sẽ phải đánh nhau với cái con quái vật ba đầu nè các bạn ơi. Được, có bạn nào xung phong không? Có bạn nào muốn đánh nhau không? Em. Ok, được rồi. Đây là bạn của bọn em á, nên là bọn em không vào đây không có vấn đề gì đâu. Đem bác sĩ vào đây, vào đây chơi với bạn. Đi vào bác sĩ ơi. Nè, để coi sẽ làm gì. Này thì không làm cái gì nè. Cái tính ra là cái con này là quái vật chứ không phải bạn của mấy đứa đâu. Trời ồn ào hết sức nè. Bây giờ để anh lại nói chuyện cho, hiểu không? Mấy cái người này không nên dùng bạo lực. Chúng ta nên dùng lời nói. Hello. Trời ơi, chết rồi bạn ơi. Cái con quái vật ba đầu này nó khỏe quá. Mình nói chuyện với nó cũng không được, mà mình đánh nhau nó cũng không được luôn. Tại vì nó to lắm mấy bạn ơi. Trời ơi, bây giờ mọi người có cách gì không mọi người? Chứ bây giờ chúng ta không vượt qua được cái bàn này là chúng ta sẽ không thoát khỏi đây được đâu. Trời ơi, giờ sao vậy? Hiếu hả? Anh chị quên mất rằng là em có sức mạnh lửa sao? Bây giờ á, em chỉ cần tới em đụng nó một cái thôi là nó bay màu luôn tên ông. Ồ, okay, vậy hả? Ok, đâu thử coi em làm thử coi. Để em búa vỏ là em bắt không vỏ. Đây cố lên em ơi, cố lên. Đâu, để coi bác sĩ sẽ làm gì đây. Trời ơi, nó quýnh bác sĩ kìa bạn ơi, nó quýnh bác sĩ kìa. Thôi bây giờ bác sĩ sẽ làm gì? Nó đánh em giống như gãy ngứa vậy anh. Bây giờ anh nhìn em nè. Đâu vậy? Ui ghê, trời ơi. Wow, ghê bạn ơi, bác sĩ dùng cái sức mạnh lửa của bác sĩ chớp con cái thôi, cái con kia chết queo luôn, ghê dữ vậy. Trời ơi. Oh my god. Đỉnh. Đó bạn thấy không? Mặc dù á là bác sĩ không có giỏi như là Chu Chu ở cái chỗ là bắt cua, bởi vì bác sĩ lùn hơn Chu Chu và ít chân hơn Chu Chu, nhưng mà bác sĩ lại được cái là bác sĩ có sức mạnh rất là mạnh nha các bạn nha. Đó. Ok. Nói chung là hai đứa nào cũng giỏi rồi. Ok, được rồi. Giờ đi theo anh nè, chúng ta cùng nhau qua đến màn tiếp theo nè, để coi là cái gì đây. Mê cung. Ok, được. Ui, mê cung nha. Cái này á là dùng để thách thức cái trí thông minh của mấy đứa nè. Nếu như mấy đứa thông minh thì mấy đứa chắc chắn sẽ vượt qua được cái mê cung này. Đó, ok. Bác sĩ, tụi mình thi đấu đi, xem ai sẽ là người đến đích đầu tiên. Ồ, cái này hợp lý nè. Nghe cái này cũng vui nha. Hồi nãy á bắt cua thì Chu đã thắng, cho nên Chu được 1 điểm. Đánh nhau với quái vật á thì là Boxy thắng, Boxy cũng được thêm 1 điểm nữa, cho nên bây giờ bằng nhau rồi. Bây giờ hai đứa phải thử thi đấu với nhau coi ai có thể vượt qua được cái mê cung này trước thì sẽ được thêm 1 điểm, được không? Chơi luôn anh ơi. Ok, được rồi. Vậy bây giờ bắt đầu trò chơi, bắt đầu rồi đó. Đi đi. Ok, bắt đầu. Rồi, Boxy sẽ làm gì đây? Boxy quyết định gì sẽ làm em? Anh đi đường kia, tôi đi đường này á. Trời, đi kiếm đường dễ mà. Rồi, ok, Boxy đi kiếm đường rồi nè. Ủa rồi còn Chu sao? Ủa sao Chu đứng im vậy em? Em mau mau đi kiếm đường đi, bạn kia đi mất tiêu rồi kìa. Em đâu cần kiếm đâu. Anh quên mất em có sức mạnh gì vậy? Em có sức mạnh có thể phá vỡ được mọi thứ mà. Nên là anh đi đây hay chứ. Em không cần đi đường, em chỉ cần làm như này thôi. Wow, thông minh nha. Trời, Chu có sức mạnh có thể phá được tường nè bạn. Tiếp đi em. Ui. Đi đường nào tiếp bây giờ ta? Trời ơi, phá hết mấy cái tường đi qua luôn. Ghê dữ trời. Thôi kiểu này chắc Chu thắng rồi. Ok, tiếp đi em. Tiếp đi em luôn. Ây bác sĩ ơi, đâu bác sĩ, sao lại lạc đường ơi bác sĩ ơi. Ôi trời ơi. Lạc đường rồi, anh không cần ơi, em bị lạc đường rồi. Bác sĩ lạc đường rồi. Ê Chu chết rồi bạn ơi, bác sĩ lạc đường mất tiêu rồi. Trời, đã lùn rồi mà còn vượt qua mê cung cao như thế này, làm sao thấy đường được. Ok được rồi Chu, bây giờ em hãy mau dùng lại cái tuyệt chiêu hồi nãy của em á. Em tìm đường giải cứu cho bác sĩ đi, bác sĩ bị lạc kìa. Để em tìm. Bác sĩ ơi, cầu cao lên đi. Ôi trời ơi, giữ cho kìa. Trời ơi, bác sĩ em đâu rồi, bác sĩ ơi. Chu Chu chọi mấy cục đá cái đậu bể hết cái bức tường luôn bạn ơi. Thiệt, tôi nhìn mà tôi tưởng tượng tôi mà là bức tường với tôi dẹp lép quá. Ôi rồi. Ôi đây là bác sĩ nè. Cuối cùng cũng tìm được bác sĩ. Cái mê cung mà cậu làm bây giờ nó biến thành cái gì luôn rồi, bãi chiến trường luôn rồi. Trời ơi, không sao. Đây là nhà tớ.
Không có sao đâu, rốt cuộc là chúng ta vẫn vượt qua được mà. Rồi ok, đi tiếp nè. Rồi được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với màn tiếp theo để coi như thế nào nha. À mà quên nữa, màn này thì coi như là Chu Chu đã thắng nha bạn, tại vì Chu Chu đã vượt qua được Mê Cung với sức mạnh của Chu Chu. Bởi vậy cho nên Chu Chu đã được mấy điểm ta quên rồi, 2 điểm đúng không? Chu Chu được 2 điểm. Ok, 2 điểm nè. Cái này có được tính là ăn gian không? Nói chung á là anh không biết là có tính là ăn gian hay không, bởi vì là qua Mê Cung mà chúng ta phải thông minh chúng ta mới vượt qua được. Nhưng mà Chu Chu được cái là Chu Chu biết tận dụng sức mạnh của mình, cho nên là cũng được tính là thông minh đó. Ok, được. Đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau đến bàn tiếp theo nè. Nhảy xuống đây. Ok, xuống đây, xuống đây, xuống đây. Rồi mở cửa ra nè. Bây giờ chúng ta sẽ đến với màn gì đây? Qua xem nữa coi. Wow. Ủa cái phòng gì vậy? Ở cái phòng gì đồ công nghệ không anh ơi? Trời ơi. Cái phòng đồ công nghệ khoa học nè. Từ từ để mình xem coi. Ui, ở bên đây có cái cửa nè. Ở nhưng mà sao không mở được? Trời ơi, cái cửa này bị khóa phải không? Nghĩa là chúng ta phải cần chìa khóa chứ đâu có dễ mở bằng tay đâu. Ơi, vậy thì bây giờ lại tiếp tục là thêm một trò chơi nữa các bạn ơi. Bây giờ nha, mình sẽ thách đố Chu Chu với lại là Boxy. Ai có thể tìm được chìa khóa để vượt qua được cái cánh cổng này á thì người đó sẽ được thêm đúng điểm rồi. Được không? Ok, thôi, được. Em thấy nhiều quá, giờ đi kiếm chìa khóa đi. Đi kiếm chìa khóa nè, anh sẽ chơi chung với mấy đứa luôn để coi chìa khóa ở đâu ta, chìa khóa chỗ nào nhờ. Má ơi, đâu rồi? Ê, tôi tưởng mình là má giám khảo mà phải không? Mình không được đi tìm, mình đi tìm là mình ăn gian đó, hiểu không? Mình nhìn thôi, đó. Ừ, cũng đúng, ok, được rồi. Đó, ê, chị tôi ngọt. Cái trò này á thì tôi nghĩ là Boxy sẽ thắng nha, sao biết sao không? Sao? Nhìn kìa, bà nhìn kìa, Boxy có một cái là Boxy có thể thu nhỏ được, biến thành cái hộp nè, cho nên là Boxy có thể tìm kiếm được ở những cái chỗ nhỏ nhỏ, hiểu không? Còn Chu Chu thì to quá, cho nên Chu Chu sẽ không chui vô mấy cái chỗ nhỏ được. Đó. Chu Chu thông minh hơn, Chu Chu tìm ra cho mà xem. Ủa gì vậy? Anh chị ơi. Ủa? Tìm được có cái gương gì trong đây nè, có cái gương đỏ đỏ gì trong đây nè, bị cháy. Ồ, đây đây đây, anh thấy rồi. Ui, đây rồi, đây rồi. Hay quá. Trời ơi, giỏi quá Boxy ơi. Trời ơi, bởi vậy mình mới nói mỗi người đều có một thế mạnh khác nhau, đừng bao giờ xem thường người khác nha các bạn. À, ok. Cái là vậy. Ủa mà cái này là gì đây? Ủa cái này là gì? Ủa cái này cái cọng dây điện mà, để làm cái gì? À, đây đây đây, chỗ này, chỗ này. Mình phải nói điện vô hay sao á? Rồi, một cọng dây được lắp vô nè, hai cọng nè, lắp thêm cọng này vô. Đó, rồi, ok, nói điện xong rồi nè. Giờ sao nữa ta? Bấm cái nút. Bấm cái nút. Sao lưng kìa, sao lưng kìa. Ui, cửa mở rồi. Yes. Quá nổi đi ơi. Qua được rồi, hay quá. Trời ơi. Rồi, ok, vậy là coi như là trận này thì Boxy đã được thêm một điểm nữa, cho nên là hai người vẫn hòa nha các bạn nha. Chưa biết được ai mạnh hơn ai luôn. Trời ghê thiệt, ok ê, rồi. Ê, Phong, bây giờ hỏi thử mấy thằng fan đi, quay là thử đến cuối màn ai là người thắng đi, hỏi thằng fan thử đi. Thôi, tôi không biết nữa. Bây giờ á, tôi hỏi bạn fan nha, đố với bạn fan. Mấy bạn thích nhân vật nào hơn, Boxy hay là Chu Chu? Hay các bạn thấy nhân vật nào mạnh hơn, Boxy hay Chu Chu? Hãy comment xuống bên dưới cho mình biết nha. Chứ mình riêng đúng mình rồi. Thì mình sẽ thích Boxy hơn, tại Boxy nhìn dễ thương hơn Chu Chu các bạn ơi. Không hiểu, trời ơi, em dễ thương mà anh. Em dễ thương mà anh. Em không có thích anh đâu, em thích mở chị thôi mà. Ok, ok. Sợ lắm. Sammy thì sợ nhện, nhưng mà trong khi đó Chu Chu lại quá giống con nhện, cho nên Sammy cũng sợ các bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Gì vậy? Ủa? Gì vậy Phong? Sao té vậy? Trời ơi, tôi bị té xuống dưới đây rồi. Trời ơi, trời thiệt. Ê, có ai cứu tôi lên không? Ai cứu? Rồi, thử thách coi ai cứu lên Phong tử. Ai da, không được, không được, cái chân của em nhọn quá, anh cầm vô, anh bé. Hay vậy? Rồi, ghê, ok. Rồi, bây giờ mình nhảy qua đây nè, nhảy qua đây. Rồi, quay theo qua đây. Rồi, chân nhắn. Thiệt luôn, Boxy nãy giờ té hoài. Ông hiểu không, tôi nghĩ là Boxy là người tệ bắt cua nhất luôn không? Trời, té hoài luôn á. Cố lên Boxy, cố lên. Hay quá. Rồi. Em nhảy chuyên nghiệp mà. Yên tâm, ok, chuyên nghiệp. Ok, chuyên nghiệp. Ừ, tôi tin mà bạn. Rồi, qua tiếp nè. Ui, hình như màn cuối rồi sao á. Ui, màn cuối. Rồi. Ê, Phong, tôi kể là vui cho nè. Nè, Chu đoàn tàu vô đoàn tàu. Ừ ha. Tính ra là Chu là một cái tàu. Đây là đoàn tàu của em đó. Chu là một cái tàu, nhưng mà Chu lại chui vô một cái tàu để được đi tàu. Ok. Em ơi, Chu làm đoàn tàu kìa, làm tàu trưởng kìa. Trời ơi, cái gì vậy Chu? Chu ơi, cái tàu em đúng nhỏ luôn á, cái đoàn tàu đúng to luôn, sao em dẫn được? Thì ơi, tàu okay. Sao vậy? Thôi, em lớn em sẽ làm được. Được rồi, bây giờ chúng ta vô trong tàu.
đầu chúng ta về nhà nào. Vô mọi người ơi, vô. Rồi, mở cửa, vô mấy đứa ơi, vô mấy đứa ơi. Ok, rồi. Yes. Thì chắc là bây giờ mình sẽ cùng với Bác Si, Chu Chu và Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau về nhà nha các bạn nha. Để coi liệu rằng là sau 100 ngày thì Bác Si với lại Chu Chu có gì thay đổi nha các bạn. Ok, rồi, đến với 100 ngày nào. Let's go. Rồi, ok bạn ơi. Và sau 100 ngày bọn mình nhận nuôi Bác Si và Chu Chu thì bây giờ mình sẽ cho bạn xem sự thay đổi của Bác Si và Chu Chu nha. Đầu tiên là Chu Chu nè. Ten. Đó. Đó bạn thấy không? Hiện tại bây giờ lần trước bạn thấy là Chu Chu mặc dù là to hơn mình nhưng mà to hơn có xíu thôi, còn bây giờ Chu Chu đã to đến nỗi mà có thể chở bọn mình đi được luôn rồi các bạn. Đó. Đúng rồi. Chưa? Phong, bây giờ mình muốn đi du lịch ở đâu, Úc, Canada hay là Mỹ là mình nhờ cho Chu chở đi luôn, phải là tiền. Đúng rồi. Nghe. Ủa khoan, còn Bác Si sao em vẫn còn cái hộp vậy em? Okay. Vậy? Bây giờ em là em giấu để em gây sự bất ngờ thôi. Giờ chuẩn bị nhìn em nè. Ok. Ôi, ghê. Ôi trời. Bác Si giờ cũng cao dữ ta, mấy bạn nhìn nè, thấy không? Lần trước á, Bác Si chỉ cao bằng mình thôi, còn bây giờ Bác Si đã cao gấp 3, gấp 2 lần mình luôn các bạn ơi. Trời ơi, ghê. Ê, nhưng mà em cao, em cao vậy em có bắt cua được không? Đúng rồi, thử quay. Được, sao được anh, trời vậy bắt cua trên coi nè, nhìn nè. Ok. Múa nè, đó. Ghê. Ok. Vậy thì cuối cùng sau 100 ngày nhận nuôi Bác Si và Chu Chu lúc còn nhỏ đến 100 ngày thì bạn có thể thấy là Chu Chu với lại Bác Si hiện tại đang rất là to luôn. Và mình không biết tương lai á thì hai đứa có thể to hơn được nữa hay không, thì bạn hãy nhớ đón xem video để biết được kết quả nha. Ok, còn bây giờ thì mình nghĩ rằng video đến đây cũng đã rất là dài rồi, cho nên mình nghĩ mình sẽ kết thúc video tại đây đây. Và nếu như bạn thích video này đừng quên hãy để cho mình một like, một share, nhấn nút subscribe đăng ký họ cho kênh YouTube của mình nha mọi người. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Tạm biệt. Bye. Hello team, hello team.